Minh Chí, chim em mới thi đánh được gần 2 giờ. 5 ngày sau em đi thi nữa có được không vậy? Nói chung là nếu mà bác nuôi chim trong tình trạng nó đang căng lửa và nó phong độ thì vẫn đi được. Vẫn đi được. Nếu như con chim bạn đang đạt phong độ, bạn Minh Chí nhé. Đấy. Thế nhưng mà để mà mình khuyến khích ấy, thì không nên. Khuyến khích thì không nên. Đấy. Nếu như mà nên ấy, là nằm vào những anh gọi là buôn bán chim thì nên để họ đi kiếm giải về đó bán chim, đúng không ạ? Chứ còn anh em nghệ nhân mà chơi để mà gìn giữ con chim thì không nên. Một số ông là cứ nhiều khi là cứ 3-4 ngày bảo là chim em cứ 3 ngày em còn đi lại được, còn đi thi được. Chim này đi thi về 3 ngày nghỉ 3 ngày đó rồi. Đấy. Toàn mấy bác là nó phét, em thật, nó phét đấy. Các bác chơi, các bác mà một năm á, các bác mà đi thi nó dày quá. Nó dày quá, tức là có nhiều anh em là rất là may mắn và cầm những con chim nó có độ ổn định cao. Nó có độ ổn định cao, tức là lực tốt, đánh tốt, ham chim đấu. Đấy là ham cờ, ham giải, ôm chim đi thi liên tục. Tuần nào cũng ôm đi thi, năm sau là vất con chim luôn nhé. Năm sau là vất con chim luôn. Nó vẫn chơi nhưng mà nó chơi không đi sâu được. Con chim nó bị bể lực. Chơi như thế người còn chết, đừng nói tới chim. Tại vì các bác hiểu rằng một con chim đi thi đấu ấy, các bác biết là con chim ngoài rừng đấu như thế nào. Đấy, và con chim đấu giàn nó đấu như thế nào. Hai cái nó khác nhau. Và hai cái môi trường nó khác nhau. Con chim đấu ở ngoài rừng ấy, nó chỉ đấu trong thời gian rất là ngắn, 5-10 phút. Con nào đấu lâu thì tầm 20 phút. Đấy, rồi nó bỏ đi ăn. Nó đi kiếm ăn rồi nó một chập sau nó mới quay về đấu lại. Tức là nó sẽ có thời gian nghỉ. Còn con chim thi cũng như đấu giàn này mình bắt buộc nó phải đấu liên tục trong 2-3 tiếng đồng hồ. Đúng không ạ? Thì con chim nó tốn lực rất là nhiều. Nó tốn lực rất nhiều. Đấy, cho nên là nó phải có thời gian để nó hồi phục. Đặc biệt là trong quá trình hồi phục thì mình cũng phải chăm sóc nó để nó rèn luyện thể lực. Các bác cứ nghĩ được họ đi đá gà đi. Có cái ông nào bồng con gà đi mà về mà đá một trận xong rồi tuần sau đi đá trận nữa không? Chả có ông nào cả. Đấy mà nói thật, đá gà đấy mà các bác nuôi con gà nó còn cực hơn cả con chim nữa cơ. Chứ đừng nói là bảo là 3-4-5 ngày đi đánh trận đâu, đừng nói phép. Thật. Có cái là con chim á, là nó không nhớ con gà, tức là nó không chơi kiểu xa lá cà. Nhưng mà con chim mình nó lại thiên về lực, đấu thiên về lực. Cho nên là nó phải có thời gian để nó nghỉ ngơi, nó mới hồi phục lại được, cơ thể nó khỏe lại. Đúng không? Đơn giản các bác cứ nghĩ như con người mình. Có thằng cầu thủ nó đá bóng mà cứ 2-3 ngày đá trận đâu. Em nói thật chứ chẳng qua một mùa anh em đá khoảng chừng, họ đá khoảng chừng 5-10 trận thôi chứ. Đá mít liên tục chết người, đừng nói tới chim nữa. Dạ, đúng là bác Dương Đạt, lồng 23 nan bác ạ, rất là đẹp. Lồng này nhốt bổ cho thuần được. Việt Hồng Nguyễn, anh cho hỏi em hay kiểm tra phân và lót lồng hàng ngày. Hôm nay em thấy phân vẫn khuôn. Một đầu đen, một trắng nhưng có hai cục phân xanh rêu. Có phải dấu hiệu chim bị đường ruột không? Hay thời tiết nồm ẩm nên có cám, có vấn đề không? Cảm ơn anh. Ok bác Việt Hồng Nguyễn. Không sao cả bác nhá. Chả sao cả. Những cái cục phân xanh thông thường là cái cục con chim ỉa vào sáng sớm các bác nhá. Đây là cái cục phân mà con chim nó tích tụ năng lượng trong qua đêm. Cho nên thông thường các bác để ý là khi các bác, nếu mà các bác cái thời điểm mà khoảng chừng 6 rưỡi cho tới 7 giờ. Đấy, trễ thì khoảng hơn 7 giờ một chút xíu. Nếu mà các bác mở áo trùm ấy, các bác để ý á, là sau khi các bác mở áo trùm khoảng chừng là 2-3 phút là con chim nó sẽ ỉa cục phân đầu tiên. Đấy, sau khi mà các bác mở lồng, các bác mở sáng sớm ấy, sáng sớm nhá, đừng có trễ quá. Các bác hãy hiểu là con chim ỉa cục phân đầu tiên bao giờ nó cũng to nhất. Bao giờ nó cũng to nhất và thông thường nó sẽ có màu xanh. Các bác nhá. Chào bác Minh Nguyễn. Chào bác Ngọc Sáng. Họa My còn nghỉ vài tháng mới trở lại được. Vâng, cho nên là có nhiều ông này chả biết đi thi kiểu gì cũng lên live stream cũng nói như đúng rồi đấy. Bảo bày cho anh em bảo là 3 ngày cho đi thi lại. Thật, đồng ý cho thi lại cũng được. Không ai bảo không đúng cả. Thế mà nó tùy thời điểm. Ví dụ thế này này. Ví dụ như hôm nay các bác đi thi Đấy, nói cho phải nói cho đúng và cho phải gãy góc bánh dày và phải nói đúng nguyên tắc. Ví dụ con chim đấy hôm nay các bác đi thi mà do lỗi kỹ thuật, đấy, do lỗi kỹ thuật, ví dụ như là con chim xỉa lông hay là một cái vấn đề bất chắc nào đó mà con chim nó rớt sớm quá, đấy, nó rớt sớm quá, đó, bắt đầu là tổng tài họ hạ nó, mà con chim nó đang còn ức lửa, nó đang còn lực. Ví dụ như con chim mình đi thi đúng không, thì thông thường họ lỗi kỹ thuật mà họ rớt vòng 5, vòng 6 chẳng hạn như vậy, hay là vòng 8, vòng 9, thì cái thời gian nó còn quá sớm để vào giải, thì con chim nó đánh chưa hết lực, thì có thể là người ta 2-3 ngày sau người ta có thể cho đi đánh giải lại, đó là được. Nhưng với điều kiện con chim nó phải đang trong tình trạng phong độ thật đấy bác đấy. Chứ còn con chim mà đã vào ăn cờ ăn giải rồi em thật đấy bác, tối thiểu nhất là các bác cũng phải đánh tầm 2 tiếng đổ lên. Đấy, tối thiểu nhất các bác phải đánh tầm 2 tiếng đổ lên thì con chim nó đã giảm về thể lực rồi, đúng không? Con chim nó đánh về khuya rồi nó đã giảm về thể lực. Cho nên các bác bảo đi 3 ngày vào một giải thì các bác chơi một mùa này, em đảm bảo các bác là dục con chim luôn, chứ đừng có nói phải chơi mùa sau, dục luôn. Chứ đừng có nói phép. Em thật với các bác cho em là một người là nuôi từ một con chim bổi, rồi đi thi, đấy, đi thi, rồi đi điều hành các hội thi, và em là người va chạm rất nhiều những cái tình trạng của những con chim, cho nên em rất là hiểu. Vâng, đúng rồi bác Hồng Mày Hưng, ngày nay em điều hành hội thi ạ. Nó bắt đầu thông thường thì vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 nó thay lông. Bác Nguyễn Trung nhá, cũng có con thay sớm thì tầm tháng 6 là nó thay rồi, cũng có con nó thay sớm. Tốt nhất là mấy ngày là thì được. Nếu anh em nuôi một con chim bình thường nhá, nếu anh em nuôi một chim bình thường và để cho con chim chơi ổn định và không bao giờ lo nghĩ về nó bị bể lực, đấy, và con chim nó luôn ổn định và xác suất lấy giải rất cao, xác suất lấy giải cao, thì nên 2 tuần các bác thi một lần, đó là ổn định nhất. Còn nếu như trong tình trạng mà con chim nó đang trong giai đoạn phong độ cao mà các bác nuôi các bác cảm nhận, ví dụ như cái giải hôm nay nó cũng vào giải nhưng mà mật độ chim yếu, nó vào giải rất nhanh, đấu khoảng chừng 2 tiếng là vào giải rồi mà nó còn sung mãn, thì các bác có thể là chêm vào đi tuần 1, nhưng mà không nên đi dày, không nên đi dày, tức là mình chỉ là trong cái thời điểm đó thôi, sau đó mình lại cách nhật ra 2 tuần, đấy, tức là mình linh động nhá, bác Thiện Nguyễn nhá. Em có một con cắn đuôi nhổ đi ra lại đầy đủ lại cắn, treo lên dàn ít ra giọng, không đấu mà hay lên nan, theo anh ở nhà cắn áo trùm, bấm vanh và nẹp chim nhà, theo anh có nên nuôi tiếp không ạ? Không nên nuôi bác Tuấn Cám nhá. Thứ nhất là chim tơ, thứ hai là những con chim này thuộc dạng chim phá nhà bác nhá, bà bác càng nhổ thì nó càng cắn, bác Tuấn Cám theo em là nên đào thải nó đi nhá. Trường Đoà Toàn, chim bổi có mang đi dợt thử được không ạ? À? Dạ được, 7 tháng là dợt thử được rồi. Nhấp nhấp nhẹ nhàng biên gần bổ cho nó, không sao cả. Chim mai sục đánh nuôi lồng nào? Tốt nhất những con sục mà đánh thì nuôi lồng Thái và lồng Sinh. Bác Ngọc Sáng nhé, nên nuôi như vậy. Chào Quốc Cường Hoàng nhá. Hồi sáng anh nhắc số chim em là tim em lại đau. Ủa bác Nguyễn Tâm hồi sáng có thi à? Bác Nguyễn Tâm hồi sáng có thi chim màu ở Đà Nẵng à? Anh cho em hỏi màu đinh và màu lân thường tuyển đinh thì đi đấu tốt hơn đúng không ạ? Chính xác, bác Tuấn Nguyễn chuẩn luôn. Có mấy con màu lân chỉ có đẹp chim hung chim thôi chứ không bền được. Dạ không bác Phạm Vũ ơi, không phải đâu. Chào bác Nguyễn Tấn Chí nha. Em chào 302 bác. Dạ được bác Trần Toàn. Được, nhưng mà những con chim mà chưa có lửa thì bác thả lực, bác cứ vừa phơi thả lực vừa phơi nắng cho nó nhé. Đạt khuyến khích thôi anh là buổi ui giời. Nó thật, vào 10 con chim đi vào 10 con là quá ok rồi. Quá ok rồi. Bác Nguyễn Tâm nhá, chúc mừng bác nhá. Anh con chim mất lửa làm sao anh? Như còn 10 ngày thi chăm sao anh? Ui, nếu con chim mất lửa mà bác chăm 10 ngày thì không đủ thời gian hồi phục cho nó đâu nhé. Các bác chỉ có cho ăn cắm nóng kích nó thì nó lên thôi nhé. Chứ còn nếu mà nuôi theo kiểu tự nhiên bình thường để con chim mà nó đạt phong độ chuẩn xác của nó thì 10 ngày không đủ. Bác có thể lòng nhé. Đây là nói một câu nhanh như thế, vuông góc luôn. Các bác chỉ có bằng cách là phải kích thích nó thôi nhé. Nguyễn Phạm Vi Vũ, mình hỏi bạn mãi mà không thể trả lời. Dạ nó bóp tương tác bác Nguyễn Phạm Vi Vũ ơi. Bây giờ mới thấy cái bình luận của bác ạ. Nó tùy vào cơ điệu với con bác Thiện lão tiên sinh, nó tùy vào con chim nữa chứ không cái câu hỏi này nó rất là chung chung và nó không có một cái quy tắc cố định, và đặc biệt là nếu mà bạn hỏi như vậy thì con chim của bạn nó trong tình trạng như thế nào nữa. Chứ còn để mà trong lòng người nhà ché mà thời tiết mưa gió mà đi già nó có ché hay không thì nó thật là không có ai mà dám trả lời câu hỏi này được, tại vì nó thuộc vào con chim rất là nhiều. Hôm rồi em thấy bác tuyển cặp chim cho bác Hoàng Văn đẹp quá. Chim Quảng Nam phải không ạ? Vâng, cặp chim đấy chính xác là chim Quảng Nam. Và chuẩn vùng của nó là chim Nà Lau, Long Sơn, Quảng Nam. Và đây là một vùng giọng rất là hay. Nếu mà cá nhân mình đánh giá thì thực sự là mình thấy nó hay hơn cả sông Côn. Đấy, cá nhân mình đánh giá cái vùng chim này nó hay hơn, tức là cái giọng nó rất là rền, nó vang và nó giòn. Đấy, cái giọng này. Nhưng mà nó có một nhược điểm là cái dòng này thì nó chậm chơi. Dòng này nó chậm chơi và đặc biệt là những con chim ở cái vùng sau Long Sơn này thì nó đấu thiên về mỏ. Đấy, tức là nó đấu thiên về mỏ và nó dành cho những anh em nghệ nhân là chơi theo kiểu gọi là văn nghệ. Đấy, chơi đúng chuẩn với nghệ nhân luôn đấy. Tức là nó không có kiểu nó sục sạo. Ít con cái dòng này nó không có sục sạo như là những cái vùng khác. Đấy, nó không giống cái sông Côn Quảng Nam. Về Quảng Nam thì nó đấu mạnh bạo hơn, nhưng mà cái dòng này thì nó đấu điềm đạm hơn, nhưng ngược lại nó lại chậm chơi hơn, mà được cái là nó rất là giọng rất là chuẩn, giọng khiếp lắm. Cái dòng này nó có nhiều con hot là chim sợ đấy. Không nên cho ăn sâu bác bao công nhá. Không nên cho ăn sâu. Chào bác Đoàn Mạnh Sang. Nguyễn Công Hậu, chim mới bắt AV thấy người ngoái nhẹ là sao? Chả sao cả bác ạ. Con chim nó hoảng người thì nó ngoái chuyện bình thường, chả có sao cả. Quan trọng là nó đấu tốt là được rồi ạ. Chim phát chạy cầu ngang thì nên dùng lồng vuông thái. Lồng nào cũng được bác Hồng Nguyễn nhá. Lồng nào cũng được, hai lồng đó lồng nào cũng được. Em chào 317 bác ạ. Người ta bảo chim song lông chuẩn thì 4 tháng sau mới đạt đỉnh lửa lại phải không anh? Dạ không phải. Không phải bác nhá. 4 tháng thì nó hơi lâu. Hơi lâu, nó tùy vào cơ điệu của con, có con nhanh có con chậm. Có những con chim nó song lông chỉ có 1 tháng để đi thi được ngay. 1 tháng thì ngay, tức là 4 tuần đấy. Nhưng mà cũng có con chậm hơn cả 2 tháng, nhưng mà 4 tháng thì quá lâu. 4 tháng thì quá lâu, thì chính như vậy rồi những cái người nuôi chim quá yếu và không có chăm chim đúng phương pháp. Dạ không, Huỳnh Tấn Đạt ơi, do hôm nay điều hành cho nên là không cụ đi kịp thời gian để đi. Không kịp thời gian đi, với lại ngày mai mình cũng có điều hành một trận đấu trường nữa cho nên không đi được, khổ lắm. Chào bác Vũ Thế. Đoàn Mạnh Sang, Long Sơn ít chim. Vâng đúng rồi bác Mạnh Sang. Bây giờ Long Sơn bây giờ nó ít chim rồi. Nó giờ thì có thì cũng chỉ là những con chim tơ, chim lỡ mơ khoảng tầm một vài năm rừng. Chứ còn kiếm những cặp chim già như vừa rồi mình tìm cho bác Hoàng Văn thì thực sự là hiếm. Những con chim già như vậy thực sự là hiếm lắm. Chào bác Long Trinh. Và nó bị vứt đuôi đấy bác Bùi Xuân Anh, đừng có chùm lồng nó và đuôi lồng rộng cho nó tí nhá, đừng chùm lồng nó, chỉ chùm khi đi ngủ thôi. Lê Hoài, Anh cho em hỏi chút, em có con chim ít ăn cám, toàn ăn trái cây, là do hợp cám hay sao anh? Mong anh chia sẻ. Không, cái này nết của con chim, bác Lê Hoài nhé. Nết của con chim đấy, không sao cả. Ở Điện Ngọc, Hiếu Nguyễn ơi, ở Điện Ngọc, Quảng Nam. Em có con chim đi thi top 20, xong về nhà lâu lâu gục màu, múa mái nhiều là bị gì vậy thầy? Chả sao cả nhá. Quá tốt, quá ok, con chim nó còn ức lửa đấy nhá. Mình cho mình hỏi, mình có một cú ở nhà nó sổ mà ché ghê lắm, mà sao xuống trường lại không chơi mà xù lông vậy? Thứ nhất, em nói thật là bác, con chim bác thuộc dạng khôn nhà giải chợ và chim tơ lên nhá. Bác Đặng Hà nhá, chim tơ lên. Những con chim này thì nó rất là bạo chim, nó dạn lắm, nó dạn. Đấy, có nhiều con chim là mỗi lần mà xa lồng tắm mà lấy cây đuổi cơ, nó tay vỗ vào lồng nó mới qua. Đấy, thông thường những con như thế. Nhưng những con như này thì ra già nó không chơi đâu, ít có con chơi được lắm. Bác Đặng Hà nhá, nói cho nhanh luôn. Gửi tóc ho cho mình chưa bạn? Dạ em gửi rồi và bác Nguyễn Tấn Chí ơi, em gửi rồi. Gửi từ hồi sáng sớm nay cơ, em đi gửi xong rồi em đi đồ hành hội thi luôn đấy. Chào bác Đỗ Văn. Em còn men suốt mà không nổi, bây giờ mới thấy bác Nguyễn Sơn ơi, bác chia sẻ livestream đi, bây giờ mới thấy. Chăm chim đúng phương pháp như thế nào thầy? Không, có con chim đông chung đúng phương pháp thì nó có nhiều kiểu con chim. Các bác nên hiểu rằng những con chim mà nuôi mà đi cà phê ấy, đi cà phê thì các bác nuôi nó theo ý các bác được. Nhưng các bác đã nuôi con chim thi thì các bác phải theo nó và phải hiểu tính nết từ con chim các bác nhé, để mình thay đổi, để mình chăm nó. Mỗi con chim mỗi kiểu, mỗi cách, mỗi con chim mỗi tính nết, không có chim nào giống con chim nào cả. Ok chưa bác? Ok bác Đào Văn Quyền nhá. Văn Lâu, anh có YouTube không? Có chứ, mình có YouTube chứ, cũng có tên mình luôn, tên mình nhé, tên đọc luôn. Và các bạn lên YouTube bạn gõ là lên đấy. Mình bảo anh em là lên đó đăng ký trên YouTube thì mình lên YouTube mình livestream cho nó khỏi bóp tương tác, mình đọc cái đó bình luận được. Mình có chia sẻ ở trên fanpage này mà. Chắc vài hôm nữa phải lên YouTube hoặc là livestream, chứ còn trên Facebook này nó bóp tương tác quá, đọc không hết được bình luận các bác. Đêm nay có nhiều anh em bình luận rất là nhiều nhưng mà nó không nổi lên. Chào Tony Đại nhá. Chào anh Thắng Nguyễn. Chim bể bể giàn là như thế nào? Con chim bể bể giàn thông thường thì nó chơi đi lúc đầu. Con chim nó chơi nước đầu, nếu mà con chim mà hay đi lấy giải, trước kia đã đi lấy giải rồi ấy, mà nó bị bể giàn thì nó chỉ chơi nước đầu thôi, nó chỉ chơi xíu cho nó sụp mũ, nó không chơi nữa. Đấy, rồi cũng có con nó bỏ luôn. Bác nhá. Chào bác Ba Ba Yaga nhá. Chim em vào khuyến khích mà hay dùng mình có cách nào không? Con chim vào giải thì thông thường con nào cũng hay dùng mình cả. Bác Đỗ Văn nhá. Con nào cũng rùng mình cả, nhưng quan trọng con chim nó rùng mình là như thế nào, nó rùng mình nó yếu lại hay nó rùng mình sau nó chỉnh lông rồi nó chạy lại, nó trở bình thường. Bất kể con chim nào vào giải cũng rùng mình cả, không có nào rùng mình cả. Một con chim có tốt mấy đi nữa nó phải rùng mình. Đấy, cho nên là nó cái lỗi này nó rất là nhạy cảm và con nào cũng phải trải qua cái vấn đề này, không có sao cả bác nhé. Quan trọng con chim mình đấu như thế nào thôi, chứ còn lỗi rũ mình thì không liên quan. Tiết chất xong làm ăn được không em? Dạ em thì nghề sơn thì nó cũng lai ra ne rai thế bác. Thương Lê Minh, chào bạn, nhờ bạn mua cho mình một con bổ nhá. Dạ ok bác Thương Lê Minh nhá. Có gì xí em rep tin nhắn cho, em thấy tin nhắn của bác rồi mà em quên, em chưa rep lại. Dạ cái này nết của con chim bác Minh Chí nhá. Cái này nết của con chim bác ạ, chứ không bộ lông đâu nhá. Chia sẻ của bác quá chuẩn. Dạ cảm ơn bác Lê Trọng nhá. Em có chú chim lông kém, chơi một lúc lại lắc đuôi, có tính là lỗ rùng mình không? Không. Rùng mình là con chim nó xù ra nó lắc người, mới gọi là rùng mình, chứ còn lắc đuôi thì không phải nhá. Lắc đuôi là bạn đôi bộ lông nó yếu, tức là có nhiều con chim các bác thấy để ý nó vừa đấu giàn cái đuôi nó hay lắc 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 giống như con vịt mà lắc đuôi ấy, kiểu đấy thì không liên quan nhá. Rùng mình là con chim nó xù lông ra nó rũ. Đấy gọi là rùng mình. Hai cái khác nhau. Chào bác Tiến Hoàn. Em chào 323 các bác nhá. Cho nên là đã là các bác thấy là những cái lỗi này ấy, trọng tài là phải chấm, là phải chuẩn cái chỗ đấy. Nó rất là nhạy cảm và hay nhầm lẫn. Đấy, nhưng mà trọng tài phải chuẩn. Cho nên một cuộc thi thì trọng tài chấm đúng hay sai là trọng tài chấm. Nhưng điều hành nhá, trận đấu có hay hay không, có chính xác hay không, và trận đấu nó có hấp dẫn hay không thì lại phụ thuộc vào ông điều hành. Đấy. Nó dùng mình mà vẫn chạy bốn góc, vậy quá ok. Vận tải Tấn Vui hỏi tí bác, ok bác. Tết xong anh vào Hà Nội vào khai xuân được giải nhất tuần nhưng mà úi giời quá chúc mừng. Quá tuyệt vời bác Thắng Nguyễn nhá, khai xuân đầu năm như vậy là quá ok rồi. Quốc Phan, anh giải thích những chú chim không chơi cánh và mỏ nữa, mất bộ nhưng chạy cầu liên tục, kiểu lập trình sao là sao anh? À, rất đơn giản. Cái này không có gì là khó cả. Các bác nhá, không có gì là khó cả. Em nói bác này. Thông thường ấy là một số anh em thấy những chú chim đấu giàn, và đặc biệt là khi vào tốp. Đặc biệt khi vào tốp hoặc gần tốp nhá. Có rất nhiều ông chim gọi là bộ hình nó phình ra. Bộ hình nó phình ra. Đấy, nhắc nhở rất nhiều. Nhưng không thể bắt nó được. Không thể bắt nó được. Và nó hay nằm tình trạng ở những chú chim mà có tuổi rừng non. Tuổi rừng non. Đấy. Mất bộ nhưng vẫn chạy cầu liên tục. Tức là thông thường những chú chim đó là... Cái này thì nó hơi liên quan tới một số thương hiệu. Đấy, cho nên em không tiện nó ra. Và hiện tại thì những chú chim này nó rất là khó cho anh em khi mà người ta chuyển nhượng. Và cá nhân mình hay gọi là những chú chim mà chạy xe không ấy. Bác Quốc Phan nhá. Cá nhân mình hay đánh giá về những chú chim mà chạy xe không đấy. Đấy, tức là nó không găm một chim nào cả. Những chú chim nó không găm một chim nào cả. Tức là nó cứ chạy xung quanh trong lồng thế, nó chạy bâng cua thế. Đấy, nó rất nhiều chú chim như thế. Thế nhưng mà các vấn đề mà những chú chim mà không cánh và không mỏ thì không thể đi sâu được, dứt khoát nếu như mà chú chim đều với nhau, thấy chưa? Nó thiếu nhiều tiêu chí. Đấy, cho nên là những chú chim này thì mình gọi là những chú chim chạy xe không đấy. Chạy xe không. Nó có tốt mấy, nó có hai mấy thì cũng chỉ là vào tốt thôi, chứ không có cửa để vào chung kết được, nhá. Nhưng mà những câu hỏi này mà nói sâu xa ra thì nó liên quan tới rất nhiều vấn đề. Đấy, từ cám bã cho tới một số thương hiệu khác mình không có tiện nói ra nhé. Chào bác Dương Giáp nha. Em chào 138 bác, 338 bác. Vậy mà bị rớt thầy, tiếc thật. Chán. Các bác nào mà ở các tỉnh nhé, hồi nào các bác nào ở trên đây, các bác nào mà chủ trường ấy, các bác cứ làm một cái đấu trường, các bác alo cho em về em điều hành cho các bác cảm nhận và các bác tự biết. Đấy, thế thôi, chứ còn nhiều khi nói trên livestream thì các bác là nghĩ là anh Lập anh nói phét hay là như thế này thế kia, thì đôi khi các bác còn mù mờ, đúng không ạ? Nghe nói thôi, mới nghe thôi chứ chưa thấy anh Lập điều hành, đúng không ạ? Mới nghe nói thôi. Cho nên nếu mà các bác nào mà trên livestream mà các bác nào có tiếng nói á, ở tỉnh các bác bất kỳ đâu, tổ chức một cái giải đấu trường xe máy đi, em ra điều hành cho. Một lần một là các bác tự hiểu, tự biết ngay. Tầm 95% là bắt đầu bỏ lực, bác Quý Phan nhé. Thay lông xong tầm 95%. Bác tự mình lên, anh ơi nhờ anh xem hộ em 1-2 con đáng để gột không? Dạ cái này em bác thông cảm, em không có xem chim các bác nhé. Tại vì nói thật với các bác, cái này nó rất là nhạy cảm và nó liên quan tới nhiều vấn đề. Mà em nói rất nhiều trên cái live stream. Tức là em lên đây em chia sẻ cho kinh nghiệm các bác để các bác nuôi chim, chứ em không có xem chim dùng cho các bác. Tại vì sao? Tại vì nó có rất nhiều anh em là không phải ai cũng là người ngay người thẳng. Đấy, có rất nhiều anh em là đi mua chim nhưng mà khi mà cái người bán ấy, người ta gửi chim dùm cho gửi hình qua, gửi clip qua, các bác lại gửi cho em. Đấy, hỏi bác xem dùm con chim này dùm em có nên nuôi không? Nhưng thực tế là những con chim đó các bác đi mua. Đấy, đâm ra khi mà em người gọi là đôi khi là các bác hiểu là tình ngay mà lý gian đấy, kiểu đấy. Bảo là con em thấy con này nó không hợp lý, bảo con này không em không chơi được đâu, thế là các bác không mua. Tức là cái ông bán chim mà ông ghét, đúng không ạ? Ông bảo ui giờ nhờ bác nói câu này không bán ông chim nó bực mình, đúng không ạ? Cho nên các bác chịu khó thông cảm cho em. Em lên đây em sẽ chia sẻ tất cả mọi thắc mắc trong quá trình chăm sóc chim, nuôi chim và cách tuyển chim, chứ em không có xem chim. Các bác thông cảm cho em nhé. Không cho ăn sâu, bác Thảo Lâm nhé, không nên cho ăn sâu bác ạ. Con chim ăn sâu thì nó bị nóng chim, đấu lửa ảo, nó chỉ nhanh căng lửa thôi nhưng đấu lửa ảo và đặc biệt là nó rất khó thể lông. Và con chim nó bị phá hủy đường ruột bác nhé. Bạn cho mình hỏi mình có con bội vừa xong lông được 2 tuần, mang lên mái nhà treo thấy nó không nó chơi, Có chim cứ chạy cầu đều được tầm 2 tiếng, liệu có nên đào tạo không bạn? Dạ nên đào tạo nó bác nhá. Nhưng còn những cái nhìn tố chất đấy. Dạ cái này thì nó không chính xác bác Hà Nguyễn nhá. Mỗi bộ to dài nhưng mà bảo là chân to rồi điều không phải đâu, cái này nó không có liên quan bác nhá. Chân to hay nhỏ nó không có liên quan, không liên quan tới vấn đề này. Có nhiều bác kia giống như kiểu là tuyển chim giống như tuyển võ sĩ ấy, tức là phải ngực nở chân to, không phải đâu bác nhá, không phải. Quan trọng nhất phải là chi tiết của con chim, cái chi tiết nhỏ của con chim ấy, chứ còn cái ống chân với lại màu cao, bộ to chưa chắc nhé. Bộ to nhưng mà lông có mỏng hay không, hay là lông dày giống như bộ mền quấn vào thì không ăn thua. Cho nên cái câu hỏi này nó không có chính xác để mà trả lời chính xác được bác nhé. Di Đặng Anh cho em hỏi vô trùm lồng, chim mình đổi rùng đánh đều nước, còn chim khác chậm cầu bỏ nước thì chim mình bị loại không loại được bác Di Đặng nhé. Những con chậm cầu bỏ nước thì mới loại chứ, làm sao mà lại loại những con chim có rùng mình một xíu mà đấu đều được. Có chứ bác Ngọc Sĩ, có chứ. Chào Tùng Nguyễn nhá. Thạch Phạm, sáng nay tôi non thầy ạ. Chúc mừng em đi thầy. Ui, em mà nói chi nữa. Cứ tứ trụ là tuyệt vời rồi. Đúng không Thạch Phạm? Cứ tứ trụ tuyệt vời rồi. Bất bết là một giải đấu nào, dù to hay là nhỏ, nhưng cứ vào không cần nói tứ trụ đâu, mình vào tới top 10 là quá tuyệt vời rồi, quá tuyệt vời. Còn chim nó vào top thì nó chỉ hơn nhau ở cái nhịp thôi, đúng không ạ? Đấy, mà hơn nhau ở cái nhịp thôi, chứ còn cũng chưa chắc là cái con chim mà nó giải nhất đã là con chim hay, mà cũng chưa chắc phải là cái con giải nhì giải ba mà là con chim dở được. Đấy, nói thật với anh em thế, vào chung kết là quá ok rồi. Cơ động xóm bao nhiêu em có con màu chớm lửa mà cứ chào màu bông kêu nó lại kêu theo, liệu căng lên nó có giọng bông nữa không? Không có, tùy cơ địa mỗi con, đặc biệt là con chim của bạn nó có tuổi rừng như thế nào. Thông thường những con má lỡ chim tơ lên thì nó hay học giọng lung tung, thế thì khi mà nó đấu nó hót này là nó bình thường, kể cả yếu lửa hay là căng lửa nó bạn đã kêu rồi, chứ đừng nó mà lúc căng lửa nữa bình thường nó cũng kêu. Thế nhưng mà để mà ra đối dàn thì hầu như là không có, cũng có nhưng mà ít, rất ít. Nhưng mà với những con chim học giọng như thế này thì nó rất là khó chơi. Bác Cơ Động Xóm nhé, nó rất là khó chơi. Có cách nào phòng ho không hiệu quả không thầy? Không, nếu mà ho có thì chỉ có uống thuốc ho nhé. Thuốc ho thì một số anh em thị trường là đa số là kháng sinh và thuốc tây, nhưng mà với cái thuốc ho bên mình thì đó là thảo dược, cho nên anh em có thể là nếu anh em nào dùng thì có thể là pha 30/70, tức là pha lỏng lại cho chim uống khoảng ví dụ như cứ 2-3 tuần cho uống vài ba lần là nó sẽ tăng sức đề kháng lên, nó đỡ hơn nhé. Phòng mà phòng thì nó đỡ hơn thôi chứ còn để mấy thì rất là khó. Bọc lại để sợ. Bác chỉ bọc không? Bỏ trong tủ lạnh luôn, khỏi bọc. Nhằm đây nào, một là biết một hai là biết một này. Không muốn hả? Dễ vậy nè. Dạo á. Dạo 151 bác nhá. Dạo lắm à. Bác ăn uống cho mẹ uống này. Để bấy ba đồng sao là bó bó. Nói sao là bó. Không mà viết nha, mày để đi ngủ còn không để sao mà giải viết nha, mày cho bạn đi nghỉ nè. Không mà đủ rồi. Hả? Em có con bội mùa trước chơi hay mà mùa này song lông thì chăm mãi không lên lửa là sao anh? Con bội thì nó chưa được ổn định. Thứ hai đó là về thời tiết năm nay thì thực sự những con chim bội thì nó rất là khó vào lửa bạn nhé. Nhưng mà nếu mà trong tình trạng mà mùa thời tiết nó nắng ấm lên thì con chim nó sẽ ok ngay nhé. Giờ nhiều ông tổng tài chấm không cần biết con chim cứ quay vào ăn hay rùng mình là nhắc báo lỗi luôn. Không cần biết con đấy chim vẫn đấu hay không. Ok bác Tuấn Trang nhé, nó có nhiều kiểu lắm. Ăn mà nó ăn lâu thì mới sợ. Chứ còn ăn quay lại đấu lại liền thì nó không. Với lại đôi khi mình phải cho nó con chim nó có cơ hội. Nó có cơ hội. Như mình những con chim mà ví dụ như nó đấu mà nó ăn cơ, đấu ăn thì mình nên cho nó cơ hội và nên nhắc nhở, nhưng mà tùy giai đoạn và nên cho nó cơ hội 3 lần, đúng không? Nên cho nó 3 lần. Nếu như con chim mà trong một vòng, trong một vào tốp chẳng hạn, ví dụ trong vào tốp mà nó ăn 3 lần cơ, nó đấu xong nó lại bỏ đi ăn, ăn xong nó đấu lại, đấu để bỏ đi ăn thì mình mới nhắc nhở nó. Và những con đấy thông thường là nó đã yếu lực thì mình mới loại nó thôi. Chứ còn ở cái vòng loại bình thường thì con chim nó ăn sau nó đấu lại thì chả ai bắt nó cả. Cá nhân mình không bao giờ mình bắt những con chim đấy. Nó ăn sau nó quay nó đi đấu, nó vẫn hơn những chú chim mà không ăn mà bỏ đấu, đúng không? Dạ ok bác Phạm Tuấn, bác có gì vậy inbox qua cho em nhé. Bác làm cho em hỏi chim thi vụ trước thi tôi ok, xong vụ này bị vuốt đuôi, ở nhà bị vuốt đuôi có cách khắc phục không? Vào những chim này thì thứ nhất là bác phải nuôi những cái cây lồng rộng, phải nuôi những cái lồng rộng và tuyệt đối không được trùm lồng nó bác nhá, bác nhà hàng chỗ đồng nhá, tuyệt đối không nên trùm lồng nó, đó là thứ nhất. Thứ hai đó là nên tắm nó thường xuyên và nên dùng nước tắm để hỗ trợ cho nó, bác nhà hàng chỗ đồng nhá. Cái này thì nó cũng không có gì là nguy hiểm cả, có cái là nó mất công. Cảm ơn bác Long Hải nhé, thả tim cho bác rồi nhé. Chào bác Hiển TB. Dạ ok bác Bi Huế, chắc có lẽ nó không hợp thuốc bác ạ. Thuốc ho bên em thì anh em nào cho uống mà ví dụ như chim uống vào mà nó đi phần nước ấy thì nó sẽ rất là nhanh khỏi, bởi vì nó hợp thuốc, nó hấp thụ được. Còn những chú chim mà uống vào mà nó đi phân khô thì không hết được. Này em nói rõ trên cho anh em được biết như vậy nhé. Chào bác Phạm Tuấn, chào bác Công Quốc, chào bác Bản Năng Thép ạ. Chào bác Long Khánh, chào Mào nhé. Cảm ơn bác nhé. Ok bác nhà hàng Gió Đồng. Anh lập cho em hỏi em có vốn bội, con bội 8 tháng, lông mơ một mắt nó sụp tìm chim, còn cái gì? Một mặt nó sụp tìm chim, còn chùm áo lại nó bình thường. Theo anh chùm hay mở? Không, cái vấn đề tất nhiên là con chim nào cũng thế, đã là bội thì mình phải mở áo lồng dứt khoát. Thứ nhất là nó cho nó quen với con người và nó thuần lồng. Thứ hai nữa là con chim nó không bị chỉ stress. Bạn trùm lồng quá nhiều, bất biết là con chim thuần hay là con chim bội. Nếu mà anh em trùm quá nhiều ấy, là con chim nó đấu lửa ảo. Đặc biệt là nó nguy hiểm nhất là con chim nó bị vọt lửa. Những chim thuần đấy, nó bị vọt lửa và nó quay ra nó đấu những cái nước đấu rất nhanh. Nó không đấu đúng với nước đấu tự nhiên của nó, anh em nhé. Tiếp theo đó là trùm lồng nhiều thì nó có nhiều cái nguy hiểm hơn nữa, đó là gì? Chú chim hay bị dĩa lông vặt, rồi rùng mình trong quá trình thi đấu nữa, rùng rất nhiều nhé. Tất nhiên thì con chim nào nó cũng trong quá trình thi đấu thì nó cũng rũ lông rũ mình cả. Khi mà con chim nó đấu quá nhiệt hay là nó xuống lực, nó đều rũ mình. Thế nhưng mà các bác mà trùm lồng nhiều quá thì nó lại rũ thường xuyên hơn, các bác nhé. Cho nên là mình hạn chế trùm lồng là tốt nhất. Anh em nuôi chim thi hay nuôi chim đấu giàn thì không nên trùm lồng, mà kể cả nuôi chim nghe hót cũng không nên trùm lồng nhiều, không nên. Chào bác Nguyễn Cương. Chào bác Nguyễn Sang nhé. Thịnh Hưng cho em hỏi tí quả phèn đen có tác dụng gì cho chị nhà màu? Vâng, quả phèn đen thì có tác dụng cho chim ổn định đường ruột, bác nhé. Nó có tác dụng nào cho chim ổn định đường ruột? Những chú chim mà đặc biệt là những chú chim mà trong quá trình mà hoàn thiện bộ lông ấy, nhớ chưa? Trong quá trình hoàn thiện bộ lông, tức là khi các bác nuôi lông được khoảng 80% mà các bác cho ăn quả phèn đen thì bộ lông nó hoàn thiện rất là nhanh, bác nhé. Chào bác Nguyễn Việt. Chào bác Giả Từ Quá Khứ. Nó đau chân trong cái tình trạng nào bác Giả Từ Quá Khứ ơi? Trong tình trạng nào bác phải nói rõ, là con chim đau chân theo kiểu là bị yếu chân hay là do tác động bị nhảy đụng cái gì nó đau yếu chân, bác phải nói rõ bác Giả Từ Quá Khứ nhá. Chào bác Nguyễn Việt. Em chào 214 bác. Chào bác Trần Thắng, bây giờ mới thấy bác ạ, do bác không chia sẻ livestream cho nó ẩn hết bình luận bác ạ. Chào bác Phạm Trinh. Mở một mặt chưa Minh Tuấn nhá, nên mở một mặt. Chào Nguyễn Hương nhá. Đạt Học, anh cho em hỏi tí chim uống nhiều nước phân sống. Vâng, chim uống nhiều nước phân sống đã để chú chim mà bị đau bụng, bác Đạt Học nhé. Nó bị đau bụng thì chú chim này thì bác nên dùng cái đọt ổi hoặc là đọt cây cộng sản mà mình đã chia sẻ rất nhiều, hầu như là các cái live chim nào mình cũng nói về cái trường hợp này đấy. Cho nên là những chú chim mà bị đau bụng thì các bác nên dùng đọt ổi hoặc cộng sản. Các bác giã ra, lấy khoảng 7-8 đọt giã ra và cho 1-2 muỗng sống vào, sau đó các bác pha một ít nước ấm và vắt ra cho nó uống hàng ngày. Tức là mình lên thay mới hàng ngày và làm vào buổi sáng sớm ấy, thì con chim nó cần nước và nó uống trong một ngày. Đấy, cho nên là các bác thay mới là nó ok và làm khoảng chừng 4-5 ngày các bác nhé. Mà cũng có con thì nó không hợp hai cái loại lá cây đấy, nó hợp với cái quả mồng tơi chín ấy. Cũng có con hợp thì các bác có thể lấy quả mồng tơi chín, các bác giã ra và lấy nước cốt cho nó uống nhé. Nó rất đơn giản thôi, nhưng mà mỗi con nó hợp với mỗi kiểu. Đấy, chứ còn có nhiều ông bảo là con chim nó ăn không bao giờ nó đi phân sống. Trả lời theo kiểu đấy thì không ai chính xác được. Tại vì có nhiều anh em là không hiểu cái phân sống là gì cả, kêu là chim ăn gì ở đấy. Đồng ý nó chim là chim ăn gì ở đấy, nhưng mà ăn chim phân sống là con chim nó đi phân nó không tiêu hóa được, tức là nó đi phân giống như kiểu là các bác pha nước lạnh bóp bột vào ấy, đấy là nó đi phân sống. Thế còn con chim ăn gì ở đấy là đúng rồi, đúng không? Bởi vì chim là cái dòng ruột thẳng mà, nó ăn gì ở đấy nó là chuyện rất là bình thường. Anh ơi cho em hỏi, em nuôi con chim mào 2 năm rồi mà nó vẫn nhát lắm anh. Em mang đi chơi nó cứ có người ra vào là bỏ đấu. Vâng, con chim mà quá nhát thì nó hay như thế. Cho nên là các bác phải thuần nó với cái nào. Thứ nhất là các bác phải tiếp xúc thường xuyên, bác nhé. Thứ hai là các bác không nên cho ăn những con chim đấy ăn no nhé, không nên cho nhiều nó, tức là các bác thường nhớ, tức là trong cái cám ấy, trong cái cám hoặc trái cây thì các bác nên hạn chế đấy, không cho ăn bình thường, để cho con chim luôn luôn lúc nào nó cũng trong cái trạng thái gọi là nửa đói nửa no ấy, là các bác tiếp xúc với nó. Đó, ví dụ như các bác đi làm, ví dụ như thế, thì các bác nên cắm một tí trái cây thôi, hoặc một tí cám thôi, bắt đầu trưa các bác về các bác căn làm cho nó ăn hết, các bác lại bỏ tiếp. Tức là các bác thường xuyên tiếp xúc với nó thì nó rất là nhanh thuần, các bác nhé, rất là nhanh thuần. Đặc biệt là những chú chim mà mắt lồi ấy, những con mắt lồi thì nó rất là lâu thuần, cho nên các bác phải bắt buộc phải chịu dùng cái phương pháp đấy nhé. Chứ đừng có thấy nó nhát quá để cho nghe một số ông bày bảo là đem đi nhổ lông với lại cắt lông là không nên nhá. Chơi chim là phải đừng có hành chim nha, chơi chim khác mà hành chim khác đấy. Mình đang là nghệ nhân chứ mình đừng có là gừng nhân với nghiện nhân nha, mà mình phải là nghệ nhân chứ đừng là gừng nhân. Con chim của em nó kẹt vào nan lồng, giờ nó bị đau chân. Vâng, con chim kẹt vào nan lồng thì cũng không có gì nguy hiểm đâu bác nhá, bác Giả Từ Quá Khứ nhá, nó không có gì nguy hiểm cả. Những chú chim mà bị đụng vào nan lồng hay là ghim chuối ấy, thì các bác có cái dầu min ấy, hoặc là dầu Phật Linh cũng được, các bác mua vào cầu cho chim nó đậu, nó rất là nhanh khỏi, chẳng có gì về nguy hiểm cả nhá. Không biết ông nào ông thả phẫn nộ lên nhiều ghê, ông nào ông thả phẫn nộ đây không biết nữa. Tú Anh La, bác cho hỏi khoảng cách cầu cho chim bao nhiêu là phù hợp? Chim chơi cầu điềm đạm, không lên nan thì nên dùng size 36, 237. Không, cái vấn đề mà cái size lồng đấy thì nó cũng không có một cái quy tắc nhất định, nó không có một gì nữa. Mà cái size lồng đầu tiên là nó phải là những cái yêu thích của người chủ nhân, của một người nghệ nhân, đó về size lồng đấy. Thế thì giữa cái lồng 36 và lồng 37 thì nó chỉ là hơn nhau một phân, hơn nhau một phân. Nhưng mà tuy là một phân như vậy đấy, nhưng mà nó có nhiều cái nhược điểm và cái ưu điểm khác nhau, không có giống cái nào cả. Đấy, nhưng mà tùy vào mỗi người nghệ nhân họ thích. Có những người họ bảo là size 36 chặt quá. Rồi cũng có người bảo là size 37 chặt rộng quá. Đấy. Thế nhưng mà dù 36 37 thì nó luôn luôn phù hợp với chú chim của mình mới là điều quan trọng đấy. Nhưng mà để nói về cái khoảng cách cầu ấy thì nó cũng không có là bao nhiêu, quan trọng nhất là các bác phải căn về cái khoảng cách từ thành lồng ra tới cầu, con chim mình nó đứng thoải mái, không đụng đuôi đấy, và xoay sở trong trường hợp mà bình thường, đó là bình thường là ok rồi. Thế còn về khoảng cách, về cái khoảng cách cầu để cho sai lồng thì nó không liên quan tới cái câu hỏi này bác Tú Anh La nhé. Đấy, nếu như anh em là tùy khoảng cách nan, nếu như cái khoảng cách nan mà các bác nếu mà tính về từ thành lồng để con chim đứng không đụng đuôi và thoải mái ấy, nếu các bác chơi cầu thẳng thì hay cầu góc thì các bác tính từ thành ra đấy. Nếu như nan mà khoảng cách nan 1/8 thì các bác để 6 nan từ thành cầu ra, thành lồng ra để 6 nan. Còn nếu mà khoảng cách nan 1/4 thì các bác nên để 7 nan các bác nhé. Còn khoảng cách lồng 36 37 thì nó tùy thuộc vào mỗi anh em thích chơi, có người thích size 36 cũng có người thích size 37. Đấy, nhưng mà với mình thì mình hoàn toàn dùng size 36 thì nhiều, vẫn có lồng size 37, nhưng mà mình dùng size 37 cho những chú chim bổi. Còn nếu mà chim đấu dàn rồi thì mình lại dùng size 36. Đấy, nó không đi thi được thì bác vẫn có chú chim để đi cà phê ngon, không phải là chú chim dở bác nhé. Anh cho em hỏi, em đi chơi về kẹp lồng cho cắn nhau toác mỏ nhưng vẫn chơi thì sao, có lỗi không anh? Không nên như vậy bác Thiên Duy nhá, không nên. Tú Minh, chim ăn dế được không ạ? Chim ăn dế được nhưng mà không nên cho ăn, cũng không nên cho ăn, bởi vì dế thì nó có tính mát và đạm nhiều, Cho nên con chim nó ăn dế thì nó rất nguy hiểm. Thứ nhất là con chim nó nhanh lên bốt, thứ hai là con chim bị mập và nó rất là khó đấu dàn, đấu cùng bền. Bác Tú Mekeno câu nhá. Thứ hai đó là nó rất là nhanh dài móng, rất là nguy hiểm. Bác nhá. Chào bác Tuấn Nam Lê.